Sơ lược lịch sử chưng cất. Chưng cất là một kỹ thuật hóa học được sử dụng để tách các thành phần trong hỗn hợp dựa trên điểm sôi khác nhau. Lịch sử của chưng cất kéo dài hàng ngàn năm. Từ thời cổ đại đến thời trung cổ, đến thời kỳ phục hưng và phát triển khoa học, chưng cất đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất rượu đến hóa học và y học. Thời cổ đại, khoảng 3.000 năm trước công nguyên, những hình thức đơn giản của chưng cất có thể đã được sử dụng ở Mesopotamia và Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, bằng chứng về sự phát triển của kỹ thuật này không rõ ràng. Thế kỷ 1 sau công nguyên, các nhà giả kim người Hy Lạp và La Mã như Zosimos ở Panopolis đã có những ghi chép về quá trình chưng cất. Thời Trung Cổ, thế kỷ 8, 9, nhà khoa học Hồi giáo Zapier Ibn Hayyan phát triển kỹ thuật chưng cất, chế tạo ra các thiết bị như Aludo và Retort. Ông cũng ghi chép nhiều về quá trình chưng cất rượu và các chất hóa học khác. Thế kỷ 12, 13, nhà khoa học và triết gia Albertus Magnus mô tả quá trình chưng cất rượu ở châu Âu. Thời kỳ phục hưng và phát triển khoa học. Thế kỷ 16, nhà hóa học người Đức Hieronymus Rantzowicz viết cuốn sách Liber de Arte Distillandi, sách về nghệ thuật chưng cất mô tả chi tiết về các thiết bị và phương pháp chưng cất. Thế kỷ 17, Robert Boyle và Antoine Lavoisier, những nhà khoa học tiên phong, sử dụng chưng cất trong các thí nghiệm hóa học của họ. Qua thí nghiệm chưng cất ethanol trong phòng thí nghiệm, hóa học ABC hy vọng nó sẽ giúp các bạn hiểu hơn về phương pháp chưng cất. Chuẩn bị dụng cụ. Giá đỡ. Bếp ga. Bạn có thể dùng bếp điện hoặc đèn cồn. Bình cầu 500ml. Cổ nối chữ T. Cổ nối sừng bò. Đầu gắn nhiệt kế. Sinh hàn thẳng. Vòng giữ các khớp nối. Đo độ cồn trước khi chưng cất. Rượu nấu thủ công từ gạo. Đo nhiệt độ của rượu. -34°C. Việc đo nhiệt độ rất quan trọng trong quá trình đo độ cồn. Nó là cơ sở để ta quy đổi sang độ cồn chuẩn ở 20°C. Nếu không đo nhiệt độ, thì việc đo độ cồn của các bạn chỉ làm cho nó vui. Các bạn có thể tham khảo video về ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ cồn theo đường link dưới phần mô tả. Đo độ cồn bằng cồn kế. Nồng độ 33% hay 33°C. Ở 34°C, độ cồn là 33%, khi quy đổi sang độ cồn chuẩn, ở 20°C, sẽ là 27%.
lắp ghép các bộ phận. Lắp bình cầu lên giá đỡ. Hạ bình cầu xuống mức phù hợp. Cho vào bình cầu khoảng 300ml rượu. Lắp cổ nối chữ T. Nhớ bôi Vaseline trước khi lắp vào. Lắp đầu gắn nhiệt kế. Lắp nhiệt kế. Bầu nhiệt kế phải được đặt ngay lối ra sinh hàn của hơi ethanol. Lắp sinh hàn. Lắp cổ nối sừng bò. Gắn kẹp các khớp nối. Lắp ống dẫn nước cho sinh hàn. Bình hướng chất lỏng ngưng tụ. Tiến hành chưng cất. Cấp nước cho sinh hàn. Bật bếp ga cấp nhiệt cho bình cầu. Theo dõi nhiệt độ của nhiệt kế.
nhiệt độ hơi phía trên đang tăng dần. Khi nhiệt độ ổn định ở khoảng 78 độ C, tiến hành đổi bình hứng để thu ethanol. Phân tích giản độ lỏng hơi. Nhiệt độ sôi của ethanol khoảng 78,3 độ C. Nhiệt độ sôi của nước khoảng 100 độ C. Nồng độ của rượu trong bình cầu trước chưng cất là 27%. Với nồng độ 27%, pha lỏng bắt đầu sôi ở khoảng 86,5 độ C. Tại nhiệt độ này, pha hơi chứa khoảng 74% ethanol. Nếu chúng ta duy trì nhiệt độ pha hơi từ 78 độ C đến 92 độ C, thì rượu thu được sau khi chưng cất có nồng độ biến động từ 60% đến 95%. Lưu ý, nhiệt độ pha hơi càng thấp, tốc độ chưng cất càng chậm. Do đó các bạn nên điều chỉnh nhiệt độ của bếp theo đúng nhu cầu của mình. Hãy chú ý tăng, giảm nhiệt độ của bếp. Để đảm bảo nhiệt độ pha hơi luôn ổn định. Sau 60 phút chưng cất, nhiệt độ pha hơi đang tăng trở lại. Tắt bếp, ngừng chưng cất. Ta đã có khoảng 120ml trong tay. Đo độ cồn sản phẩm thu được. Khoảng 37 độ C.
khoảng 68%. Ở 37 độ C, độ cồn là 68%, khi quy đổi sang độ cồn chuẩn ở 20 độ C sẽ là 62%. Đo độ cồn dung dịch trong bình cầu. Khoảng 33,5 độ C. Khoảng 0,3%. Sau quá trình chưng cất, lượng ethanol còn lại trong bình cầu là không đáng kể. Nếu tiếp tục đem chưng cất sản phẩm, chúng ta sẽ thu được rượu có nồng độ cao hơn. Lưu ý, do ethanol tạo hỗn hợp đẳng phí với nước khi nồng độ đạt 95,57%, nên chúng ta không thể thu được ethanol 100% bằng phương pháp chưng cất. Nếu video hữu ích, đừng quên đăng ký, nhấn nút like và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn rất nhiều.